bà con Duy ơi. Dạ, nhà vườn shop Đức Duy xin kính chào quý bà con đang xem kênh nè. Hôm nay nhà vườn của em có về một số mặt hàng. Chung là hôm nay cây cũng khá quýt nha bà con. Muốn giao lưu với toàn thể quý bà con đang xem kênh. Cũng rất mong quý bà con xem kênh và ủng hộ em như những clip vừa rồi nha. Xin chân thành cảm ơn. Rồi mình bắt đầu vô cây số 1 luôn Duy. Để em bắt đầu vô cây số 1 là một cây khế chua nha bà con. Cây khế chua có dáng kiển cũng khá là đẹp nha. Cây mã số 1. Rồi để em đo hôm số luôn nha. Chiều cam nó là 53. Tán ngang của nó là 62. Đo hoành cổ. Hoành cổ của nó là 30. Hoành sát cổ rễ của nó là 42. Chiều ngang mặt bầu là 50. Cây cốt cành khá to nha bà con. Cây mã số 1. Đo cành. Cốt cành nó được 13. Cành phong thì được 16. Cây khế chua mã số 1 em xin giao lưu bà con giá là 4,2 triệu nha. 4,2 triệu em bao ship toàn quốc cho bà con nha. Rồi mình ở cây luôn kia. Tiếp theo là mã số 2 nha bà con. Mã số 2 là một cây khế găng. Cây có dáng hới cũng khá đẹp nha. Cây khá là già cây nha bà con. Rồi xin hôm số gì. Chiều cam nó là 50. Tán ngang nó cũng 50. Hoành ngay trí đây là 36. Rồi. Tổng hoành cũ của nó là 70. Cây khế găng mã số 2 em xin giao lưu bà con giá là 3,4 triệu nha. 3,4 triệu em bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Rồi mình đổi cây luôn kìa. Tiếp theo là mã số 3 nha bà con. Mã số 3 cũng là một cây khế găng luôn. Cây có dáng phong cao nha bà con. Chiều cao của nó là 90. Hoành ngay trí là 38. Cái này nội đế khá quýt nha. Nội đế là 121. Rồi xin dòng. Cây khế găng mã số 3 xin giao lưu bà con giá là 3,6 triệu. 3,6 triệu bà ship toàn quốc cho bà con nha. Rồi, nổ xe lên. Tiếp theo là mã số 4 nha bà con. Mã số 4 cũng là một cây khế găng luôn. Rồi, nó xin thông số chiều cao đi. Cam nó là 52. Hoành ngay trí là 50. Cái đế của nó, cái bạc đế của nó ra tới mặt bầu hết nha bà con. Bạc đế nó 120. Chiều ngang mặt bầu là 50. Đây khá là già cây nha bà con. Khá già nha bà con. Mã số số 4. Xin giao lưu bà con là giá là 8,5 triệu. 8,5 triệu bao ship toàn quốc cho bà con. Số điện thoại giao lưu luôn chưa? Số điện thoại nhà vườn em là 0919 670 661. Số đó là số Zalo nha bà con. Tiếp theo là mã số 5 nha bà con. Số 5 cũng là một cây khế găng luôn. Khế
Đấy, găng nu nha bà con, đàn nu khá là nhiều. Chục cam nó là 75. Hoành ngay vị trí là nó 48. Xuống bệt dưới đây là được 65. Dạ, yeah, lên móc trắng hết rồi, lên xi măng hết. Rồi, mình giao lưu giá nhiêu vậy? Cái mã số 5 xin giao lưu với quý bà con giá là 6 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi bao ship toàn quốc cho bà con. Rồi, đổi cây luôn đi. Được rồi, nhẹ nóng cái bông. Đây là cái phía gần luôn. Rồi, đổi cây luôn đi. Tiếp theo là mã số 6 nha quý bà con. Mã số 6 là một cây khế ngọt nha bà con. Chung đây cây nuôi cũng khá lâu nha, cốt cành lớn hết nha bà con. Rồi, cho xin thông số gì vậy? Chiều cam nó là 95. Tán ngang của nó là 90. Hoành ngay trí là 58. Trên eo nhỏ nhất của nó là nó 43. Cây cũ khá nở nha bà con. Ngang mặt bầu của nó là nó 60. Cây cốt cành khá lớn nha bà con. Cây này già cây lắm rồi. Cành số 1 nó được 25. Cành trên đây là 23. Em đo cái cành gớt của nó. Cành gớt của nó được 22. Cây khế ngọt mã số 6 xin giao lưu bà con giá là 7 triệu. 7 triệu bao ship toàn quốc cho bà con nha. Cây khá già nha bà con, cột cành to hết nha. Rồi, mình đổi cây lên kia. Rồi, ta trên dưới vậy. Rồi, tiếp theo lên kia. Tiếp theo là mã số 7 nha bà con. Số 7 cũng là một cây khế găng nha. Khế găng nu nha bà con. Cây chi cành nói chung lại là cũng khá là đều nha. Cột cành lớn hết nha. Rồi, xin thông số chiều cao trước đi. Chiều cam nó là được 1 mét. Tán ngang của nó là nó 85. Hoành ngay trí là nó 51. Rồi cái cụ đặt của nó đi. Cụ đặt của nó lại được 90. Chiều dài mặt bầu của nó là 60. Nằm dáng giống như thú nha bà con. Cái cốt cành nói chung là cũng lớn hết rồi. Cành bự bự hết nha bà con. Cây già dặn cây. Găng guốc hết nha bà con. Rồi mình giao lưu giá nha. Cây mã số 7, cây khế găng em xin giao lưu bà con giá là 19 triệu rưỡi. 9 triệu rưỡi em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Rồi mình đổi cây luôn nha. Hai người được. Tiếp theo là mã số 8 nha bà con. Mã số 8 là một cây khế chua nha. Cây bonsai lùng lực nha bà con. Cây này nuôi cốt đùi cũng khá lớn rồi. Cây có dách chữ A khá đẹp nha bà con. Quay em vòng em đo thông số báo giá cho bà con luôn. Hoành cái nó là được 82. Rồi, 82 rồi. Chiều ngang mặt bầu của nó là nó 80. Chiều cao là 55. Cành số 1 là được 26. Cành phong 22 nha bà con. Cái đót này khá lớn. Đót này được 32. Cây nó có mặt hẹo này nó cũng đang bo vô khá mạnh nha. Mặt hẹo này em cũng mới xử lý em chét keo rồi lại. Xử lý lại khá ok nha bà con. Rồi mình xem dòng đi. Đây nguyên cái bệt đặt của nó luôn. Cái này nuôi chung lại cũng khá là tương lai nha. Cây khế chua.
Thì sẽ chùa mã số 8, em xin giao lưu bà con giá là 15.500.000. Bao ship toàn quốc cho bà con nha. Rồi mình đổi cây luôn. Tiếp theo là mã số 9 nha bà con. Mã số 9 là một cây mai chiếu thủy nu da xanh nha. Cái phong cao cành bay nhìn cũng khá duyên nha bà con. Chiều cao nó là 80, bay nó là 60, và neo của nó là nó 41. Để ra tới mặt bầu đó nha bà con. Nghe mặt bầu nó là 55. Cây mai chiếu thủy da xanh, nuôi da xanh nha bà con. Cây này kéo hẹo khá mạnh nha. Mã số 9 xin giao lưu bà con giá là 2.4 triệu, bao ship toàn quá. Tiếp theo là mã số 10 nha bà con. 10 cũng là một cây mai chiếu thủy da xanh lá lớn nha bà con. Cây lùng lực nha. Chiều cao nó là 27, hoành ngay vị trí là 55. Đây đo cái cũ rồi. Cũ của nó là được 70. Cái mặt hẹo trên đây của nó là nó 41 nha. Cái mai chiếu thủy mà da xanh mã số 10 xin giao lưu giá là 1.500.000. Chiều gửi bao ship toàn quá. Tiếp theo là mã số 11 nha bà con. Cũng là cây mai chiếu thủy luôn. Cây này nu khá đẹp nha con. Cây này cây da đen lá lớn nha. Chiều cao là 50, hoành là 40, chiều ngang mặt bầu của nó là nó 41. Mai chiếu thủy lá lớn mã số 11 xin giao lưu giá là 1.700.000 nha. 1.700.000 bao ship toàn quá. Rồi đổi cây luôn chưa. Đây là mã số 12 nha bà con. Mã số 12 là một cây chung nu nha. Cây mai chiếu thủy lá chung. Chiều cam nó là 25, hoành cam nó là 39. Chiều ngang bầu của nó là 28. Cái mã số 12 em xin giao lưu bà con giá là 1.600.000 nha. 6 bao ship toàn quá. Rồi mình nổi cây lên chưa. Tiếp theo là mã số 13 nha bà con. Mã số 13 là cây nguyệt quế nha, lá sắn bông chùm nha. Cây có dáng tàn gớt khá đẹp nha bà con. Thân nó cũng quái. Chiều cao nó là 50, tán ngang của nó là 55, hoành cũng khá nhỏ nha. Hoành nó chỉ có 17 thôi. Tổng đầu rế được 57, chiều ngang bầu là 30. Cây mã số 13, cây nguyệt quế. Xin giao lưu bà con giá là 1.600.000 nha. Cây được vô rất là nhiều nước dây ha. Cây này chung lại cũng được 2 nước dây rồi. Cây nói chung nó cũng gần hoàn thiện rồi nha. Tại em rút chân cành lại ship cho bà con dễ nha. Rồi. Cây khá già, rồi, cây okay. Đã thừng chậu luôn nha bà con. Rồi. Tiếp theo là mã số 14. Số 14 hôm nay em được 6 cây trang phôi đỏ lá nhỏ nha bà con. Hàng xưa nha. Cây khá là già cây nha. À, số 14. Chiều cam nó là 50. Bình tổng nó ngay vị trí là 29. Tổng cái bệt đặt của nó là 48. Chiều ngang mặt bầu là 35. Đây. Cây khá là quýt nha bà con. Đỏ lá nhỏ nha, hàng xưa nha. Hôm nay em được 6 phôi nha bà con. Mã số 14 xin giao lưu bà con giá là 2.600.000 nha. 2.600.000 bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Tiếp theo là mã số 15 nha bà con. Là trang đỏ lá nhỏ luôn. Lô này cây xưa nên cây khá là già nha bà con.
chiều cao nó là 40, hoành ngay chiếc là 18, tổng nội đế là 70. Cái đế khá quái nha bà con. Cái trang mã số 15 xin giao lưu bà con, giá là 1,4 triệu nha, từ bao ship toàn quắc cho bà con luôn. Trời số 15 ơi. Tiếp theo là mã số 16 nha bà con. Mã số 16 cũng là trang đỏ lá nhỏ luôn. Chiều cam nó là 40, hoành ngay chí là 19, chiều ngang mặt bầu là 35. Cái mã số 16 cũ dưới đây nè, khá lớn nha bà con. Số 16 xin giao lưu bà con, giá là 1,2 triệu nha, 1,2 triệu bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Tiếp theo là mã số 17 nha bà con. Số 17 cũng là trang đỏ lá nhỏ luôn. Chiều cam nó là 45, hoành là 18, mã số 17 xin giao lưu bà con, giá là 1,000,000 đồng nha. Cái người mình đánh phong cao tầng gớt cũng khá đẹp nha bà con. Rồi, đó cái này. Tiếp theo là mã số 18 nha bà con. Số 18 cũng là trang đỏ lá nhỏ luôn, cây có hai thăng nha, hai thăng quyện khá đẹp nha bà con. Ủ đế khá ok. Chiều cam nó là 53, đâu hoành tổng hai thăng, tổng hai thăng là 31, đó cái thăng lớn nhất của nó, thăng lớn của nó là nó được 25, chiều ngang mặt bầu là 40. Cây trang đỏ lá nhỏ mã số 18 em xin giao lưu bà con, giá là 1,8 triệu nha, 1,8 triệu bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Tiếp theo là mã số 19 nha bà con. Số 19 cũng là cây cuối của cái lô phôi trang đỏ lá nhỏ nha. Cây xưa nha bà con, cây khá là già cây. Rồi xin đọc số chiều cao trước rồi. Chiều cam nó là 62, hoành ngay chí là nó 27. Rồi. Chiều ngang mặt bầu là 35. Để em đo trên cái eo này luôn. Trên eo đây được 22. Cái mã số 19 xin lưu và con giá là 1,4 triệu nha. Số điện thoại nhà vườn em là 0919670661, số đó là số Zalo luôn nha bà con. Rồi, đổi cây luôn nha. Rồi, tiếp theo là mã số 20 nha bà con. Mã số 20 là cây mai chiếu thủy, lá lớn nha bà con. Cây khá là quái cây nha, cây có dáng tàn gớt khá đẹp nha bà con. Mai chiếu thủy lá lớn, chiều cao của nó là 58, chiều dài tán của nó là nó 82. Cái này hoành để nó, em đo hạo ngay vị trí đi, này cũng như cốt đùi của nó, đùi cành gớt nó ra được 15, hoành ngay chí là 28, tổng cái hoành đế của nó là được 76. Khá quái đâu, đo nhiều vị trí. Nồi đế đặt của nó là nó 106 nha bà con. Cột cành rất là to ha. Cột cành cũng tầm ngón tay cái mình nâng lên này. Nó có mặt hẹo ngay vị trí này, cũng đã xử lý rồi. Nó không có hư hao gì hết nha bà con. Khá là quái cây nha. Cây mai chú hỷ mã số 20. Số 20 em xin giao lưu bà con, giá là 7,5 triệu nha, 7,5 triệu bao ship toàn quá. Đo cái độ sổ của nó, cái đế sổ nó là nó 40 nha bà con. Giá là 7,5 triệu bao ship toàn quá cho bà con luôn. Rồi, nổ cây luôn. Tiếp theo là mã số 21 nha bà con. Mã số 21 là một cây mai chiếu hỷ kim giòn nha. Cây mai chiếu hỷ kim giòn, cây khá là già cây nha bà con. Bộ đế chung lại khá đẹp luôn.
Chiều cao của em nó là 55. Tán dài của nó là 68. Đây hoành nghi trí là 37. Rồi 37. Đo cái mặt đế của nó nha mọi người. Đế của nó là 103. Cái cốt cành cũng tầm hơn lớn hơn ngón tay cái hết rồi nghe con. Đây. Đo xe đi. Kim giòn thì rất là sửa, rất là khó sửa ha. Mà được cốt cành như vậy là rất là kỳ công nha cô chú chị. Cái này cũng khá lâu rồi. Cây kim giòn mã số 21. Xin giao lưu bà con giá là 7,5 triệu. 7,5 triệu em bao ship toàn quốc cho bà con nha. Cây mai chú hỷ kim giòn. Khá đẹp nha con. Tiếp theo là mã số 22 nha bà con. Mã số 22 là một cây gừa bông nha. Cây có dáng cũng khá là đẹp nha. Như cái cụm gừng nha bà con. Rồi, mâm chiền chiền khá là đẹp. Chiều cao nó là được 39. Chiều dài tán của nó là nó 1 mét nha bà con. Dài tán nó được 1 mét. Cây này cũng khá quái. Cho vị trí này nè. Đầu quạnh ổng cái bệ đế của nó đi. Tổng bề đế ra được 140 nha bà con. Cái ghế ngay vị trí là nó được 15. Đó chỗ cái ghế lớn nhất của nó. Ghế nhất của nó ở đây được 20. Cây khá là quái nha bà con. Ở đây được 16. Sườn rất là dày đặc ha. Cây khá là già cây nha con. Già của nó lên móc trắng hết rồi. Một cây gừa bông mã số 22. Xin giao lưu bà con giá là 6,5 triệu nha. 6,5 triệu bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Đã bao gồm chậu luôn hả gì? Dạ em bao ship bao chậu cho bà con luôn đó. Tiếp theo là mã số 23 nha bà con. Số 23 là một cây trang đỏ lá nhỏ nha. Cây có dáng khá đẹp nha bà con. Tán đa nha, chiều cao là 30. Chiều dài tán của nó là nó 60. Tổng hoành của em nó là được 37. Đo cái thằng đại diện lớn nhất của nó. Đại diện của nó là nó được 20. Cái trang mã số 23. Xin giao lưu bà con giá là 1,9 triệu nha. 1,9 triệu em bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Cây này mình vô nước dây nữa là cây khá ok nha bà con. Giá là 1,9 triệu, mã số 23 trang đỏ lá nhỏ. Đây là mã số 24 rồi con. Mã số 24 là một cây trang vàng lá nhỏ nha. Chiều cao nó là 30. Phần tàn dài của nó là 45. Quạnh ngay vị trí là nó 20. Cây có giọng chữ C chung là cũng khá viên cây nha bà con. Mã số 24. Xin giao lưu bà con giá là 1,4 triệu nha. 1,4 triệu em bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Cây khá là già cây nha bà con. Lô cây hôm nay em cây hạ vườn nha bà con. Cây khá là già cây. Rồi mình đổi cây lên nha. Tiếp theo là mã số 25 nha bà con. Mã số 25 là một cây Ogo nha bà con. Cây Ogo khá là đẹp cây nha. Rồi, xin đồng số chiều cao ở đó nghe này.
Cây CD sổ khá là già nha bà con. Chiều cao của em nó là 26, tán ngang của nó là 35. Rồi để em đo cái hoành hăng của nó. Hoành hăng của nó là được 15. Tổng nồi đế của nó là nó 35. Cây đang nằm chậu 25 nha bà con. Cây Ugo. Hàng này chung lại khá là ít nha bà con. Nói chung lại giá của nó thì cũng hơi cao nha bà con. Cây khá đẹp luôn. Cây già dặn cây. Khá là có duyên. Rồi mình giao lưu cây này giá nhiêu gì? Cây Ugo mã số 25 xin giao lưu bà con giá là 3,7 triệu. 3,7 triệu bao ship toàn quốc cho bà con. Rồi, mở cây luôn gì? Tiếp theo là mã số 26 nè con. Mã số 26 là một cây mì quế nha. Quế già cây lâu bú nha bà con. Chiều cao nó là 59. Bay của nó là được 50. Hoành ngay chí là 25. Chiều ngang mặt bầu là 35. Đây. Cây khá là già lên u bú hết nha bà con. Nhập với mã số 26 xin giao lưu bà con giá là 2,5 triệu nha. 2,5 triệu bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Rồi mình đổi cây lên chưa? Tiếp theo là mã số 27 nha con. 27 là một cây trang đỏ nhung lá lớn nha. Ghép Mỹ vàng nha bà con. Rồi, tôi xin thông số luôn nha. Cây này đã ghép dính sống khỏe nha con. Cây này ghép cũng tầm được vài tháng rồi. Chiều cao nó là 50. Tán ngang của nó là nó 75. Cây có hoành sát khá to nha. Đây hoành ngay chỉ là 40. Tổng cái bạch đặt của nó luôn là nó 61. Cây hoành khá lớn nha bà con. Cây này giờ mình vô chậu nữa là khá là ok. Đỏ nhung lá lớn ghép Mỹ vàng nha bà con. Chiều ngang mặt bầu của nó là nó 35. Cây này nữa mình giờ mình vô chậu 4 chậu 5 gì cũng được nha. Mình nuôi tàng lớn thì mình vô chậu 5 nha bà con. Hết biết cái cũ ha. Cũ nè, lại tay em chụp. Rồi mình đọc số hộ giao lưu nha, vô mày lấy luôn kia. Mã số 27 xin giao lưu bà con giá là 3,8 triệu nha. Số điện thoại nhà vườn em là 0919670661. Số đó là số Zalo luôn nha quý bà con. Rồi mình đổi cây luôn nha. Chuyển tiếp nha. Tiếp theo là mã số 28 nha bà con. Mã số 28 là mã là cây trang đỏ lá nhỏ nha. Cây khá là lớn nha bà con. Còn tàn khá đẹp, cây đang hừng bông luôn. Rồi cho mình xem xin số chiều cao với tán ngang nè bà chú. Chiều cam nó là 70. Tán ngang của nó là nó 92. Đây hoành ngay chí là nó 26. Rồi. Bạch đế của nó là nó 49. Cái đế cũng khá quyết nha bà con. Đây. Cây trang đỏ lá nhỏ nha. Cây hàng xưa không? Cây này nuôi cũng tầm khoảng năm ngoài 2 năm mà nghe mới biết bà con. Cây mã số 28 xin giao lưu bà con giá là 10,500,000. Cây này em bao ship toàn quốc cho bà con, ship chậu luôn nha. Cây này đã thần chậu khá lâu rồi nha bà con. Rồi mình đổi cây luôn kia.
Tiếp theo là mã số 29 nha bà con. Mã số 29 là một cây sâm hương Đài Loan nha bà con. Cây có dáng bay khá đẹp nha bà con. Chiều cam nó là 62. Tán ngang của nó là 90. Quạnh của nó ngay vị trí là nó 39. Rồi, 39. Tổng quạnh ngay vị trí là 67. Đây. Cốt cành rất là to ha. Để em đo hào thử cái cốt cành của nó. Cốt cành của nó được 12 rồi con. Đót của nó thì nó được 13. Rồi mình xe nhầm đi. Cây đang nằm chậu 5 nha bà con. Cây sâm hương Đài Loan mã số 29. Xin giao lưu bà con giá là 14.500.000. Bao ship toàn quốc cho quý bà con nha. Rồi mình đổi cái luôn đi. Đổi hình tôi cũ rồi. Tiếp theo là mã số 30 nha bà con. Mã số 30 là một cây rùa bông nha bà con. Kêu bằng cây si Đài Loan nha bà con. Và chiều cao của nó. Chiều cao nó là 52. Ngang nó là 60. Hoành khá to nha bà con. Hoành ngay trí là nó 82. Tổng hoành đế đặt của nó là 130. Cái đót của nó được 16. Cành gớt của nó là 15 nha bà con. Đây, cành 1 của nó là nó 13. Cây si Đài Loan mã số 30 em xin giao lưu bà con giá là 12 triệu nha. Cái này em cũng chỉ có cái lỗi ngay đây nha bà con. Đây. Nó có thẹo đây, em cũng đục tới thịt tươi, em chét keo là em xử lý lại hết rồi. Giá 12 triệu mã số 30 cây si Đài Loan. Tiếp theo là mã số 31 nha bà con. Mã số 31 là cây mai chú thủy nha. Nuôi da xanh lá lớn nha bà con. Cây sát khá to nha. Nuôi cũng khá đẹp nha, không biết bà con. Chiều cao nó là 90. Ngang phơm tạng nó là 75. Đây quạnh ngay vị trí là nó 70. Quạnh 70. Đo xích ở trên đây. Đây của nó là được 60. Rồi mình đo một cái cành cho các chú anh chị xem cái này. Cành này đã được 17. Được 14. Đo hào hào đi, nó cũng tương đối với nhau. Cây mai chú thủy mã số 31. Xin giao lưu quý bà con giá là 14.500.000. 14.500.000 em cũng bao ship toàn quốc cho quý bà con luôn nha. Cây khá to nha bà con. Tiếp theo là mã số 32 nha bà con. Mã số 32 là một cây sâm hương nha bà con. Cây này cây gốc thì gốc lá cách ghép sâm hương nha. Này ghép cũng khá lâu rồi nha bà con. Cây đó gần hoàn thiện rồi, cúc đùi lớn hết nha bà con. Này cũng khá khủng, để em quay kỹ kỹ em báo thông số cho bà con nha. Này cũng hơi cao tiền nha bà con. Chiều cao nó là 1 mét. Cái ngang của nó tầm 1m6 nha bà con. Mình đo cái hoành của nó. Đây, hoành ngay vị trí đây là nó 99 nha bà con. Gần 100 tính 99 thôi. Sát với chân đế của nó là 107.
Đây khá khủng nè, em đo những cái cốt ghép của nó khá lớn rồi. Ghép đây được 19. Đây. Rồi 19. Cốt đây được 20. Đọt của nó lại được 18. Rồi. Chung lại nó cũng tương đối với nhau nghe con. Tầm 17 tới 20 á. Rồi xem giọng đi. Cây cốt đùi khá lớn nha bà con. Cây lá cách ghép sam hương Đài Loan nha. Hàng khá khủng nha quý bà con. Cây đang nằm chậu 8 nha bà con. Nằm chậu dĩa chậu 8. Cây này em bao ship bà con là 300 km nha. Cây này nó có cái đôn luôn nha quý bà con. Rồi để em có ship là em ship cái đôn cho quý bà con luôn. Nó đi theo cái bộ chậu này luôn. Mã số 32. Cây sam hương Đài Loan em xin giao lưu bà con giá là 45 triệu. Bao ship là 300 km. Xa hơn nữa mình thương lượng nha. Dạ xa nữa gì mình thương lượng nha quý bà con. Rồi mình đổi cây luôn nha. Tiếp theo là mã số 33 nha bà con. Mã số 33 là một cây khế chua nha. Một con quái thú nha bà con. Cây có dáng nói chung lại khá là độc nha bà con. Đây, để em quay vòng em báo hôm số cho quý bà con. Cây khá là nặng, nằm trên bàn quay khó quay nha bà con. Tới hai người vịn kìm mới lại nè. Dễ dụ quá bà con ơi. Rồi xin hôm số chiều cao đi rồi. Chiều cao em nó là 1m25. Tán dài của nó là 1m45. Để em đo nhiều vị trí đi. Đây hoành ngay vị trí đây là nó 82. Em đo cái mình của con thú. Mình thú ở đây là 71. Em đo cái đót trên đây. Cây này nuôi cũng khá lâu rồi nghe bà con. Đót trên đây được 49. Chiều dài của con thú là nó 70. Đây cái mình của nó là được 70. Cây này nó có những mặt thẹo này em cũng có xử lý lại nha. Nó đã sành cứng hết rồi. Xử lý lại cứng hết rồi. Cây này giờ mình vô cái chậu dĩa nó khá ok nha quý bà con. Mấy mình vô mình lên cái đầu thì cũng được. Nhà lớn lớn á. Hàng này chung lại cũng có 102 nha quý bà con. Hàng độc nha. Cây khế chua. Để em cũng chỉ với quý bà con luôn. Cây này có một cái rễ là áp nha. Nhưng nó đã liền lạc rồi nha. Đây. Cái giò này là giò áp vô. Nhưng nó đã liền lạc rồi. Nó đẩy mũ lên dính lên. Sao em báo bà con vậy nha. Thì tiền cũng hơi cao. Cây khế chua mã số 33 xin giao lưu với quý bà con giá là 47 triệu, bao ship là 300 km nha, giá 47 triệu. Xa nữa mình thương lượng nha. Nếu anh chị em nào ở xa thì có gì mình thương lượng nha. Rồi. Tiếp theo là mã số 34 nha bà con. Mã số 34 là một cây khế chua nha. Cây phong chanh nha bà con. Có dáng khá đẹp nha. Cây phong cao tàn gớt. Cây này em có đo hạo chiều cao nó là nó được 2m nha quý bà con. Cái tán ngang của nó là được 1m7. Cây này khá lớn không có lên bằng quay được. Nên em để trên xe này em quay hạo cho bà con xem nha. Chi tiết nào không rõ thì mình có thể kết bạn Zalo em bổ sung thêm nha. Đùi số 1 của nó là nó được 32. Cái cành để em đo cái cành gớt của nó. Cành gớt của nó là được 27. Cành phong của nó là nó 25 nha quý bà con. Cái này chặt cũng được 3 lần rồi nha. Nó cốt cành nó giật lại khá là đẹp nha. Đo cái hoành của nó đi.
Rồi để em đo cái hoành của nó luôn. Hoành của nó ngay vị trí là nó 1 mét. Đây 1 mét đúng luôn nha quý bà con. Em đo xích lên trên đây. Xích trên đây của nó là nó 93. 93 tính 92 thôi. Tút trên đây của nó là nó được xéo thước này. Đây của nó là 62. Em đo nhiều vị trí đi. Cái chiều ngang mặt bầu của nó là nó được 1 mét. Cũ khá là nổi nha quý bà con. Đây cái cũ đặt của nó là nó được 1m16. Cây đang tạo nụ nha. Đây những dấu này là mình lấy cây mình đập vô nha, lấy búa mình đập. Sau này thời gian nó sẽ lên nu cục cục nha bà con. Những dòng này nói chung lại thẹo nó kéo liền nạt hết rồi. Nó chỉ đợi nó lên nu thôi. Cây khá là đẹp nha. Rồi để em quay cho bà con xem cái cho rõ. Rồi em sẽ báo giá. Đây. Đây là mặt hậu của nó. Cây khế chua mã số 34. Xin giao lưu với quý bà con giá là 37 triệu. 37 triệu em bao ship là 300 km nha. Khá đẹp nha bà con. Xa nữa mình thương lượng nha. Cái gì xa hơn nữa thì mình thương lượng nha. Quay lại cái mặt tiền của nó. Đây. Khá đẹp nha bà con. Giá 37 triệu mã số 34 cây khế chua. Tiếp theo là mã số 35 nha quý bà con. Mã số 35 cũng là mã số cuối cùng luôn. Là một cây khế chua nha bà con. Cây khá là cổ già nha. Hạn chung lên cũng khá là khủng cây nha bà con. Đấy em đo cái chiều cao với tán ngang của nó. Chiều cao của nó là nó được 1m07. Tán ngang phân tàn của nó là nó được 1m6 nha quý bà con. Cái cốt cành khá là khủng nha. Rồi để em đo hoành của nó. Đây hoành trên eo đây là nó 98. Tổng cái hoành cũ của nó là nó 1m43. Cú đặt nó 1m43 nha quý bà con. Đây. Trời cũng nắng quá, cô chú anh chị cũng thông cảm ha, có gì thì hỗ trợ thêm hình ảnh qua bên Zalo. Cây này nó nằm ở ngoài nắng nha bà con. Cây này em cũng đang tạo nu nữa nha. Đây những dấu này là những dấu em đục em tạo nu nó. Cây này cũng mới tạo đây thôi, thời gian sau nó sẽ lên nu cục cục, cây nhìn khá là cổ kính nha. Rồi mình đo thông số 1 2 3 4 5. Em đo cái cạnh số 1 của nó. Đây, cạnh số 1 nó được 36. Rồi. Cạnh gớt của nó là nó được 47. Đây vị trí đây 47. Em đo cái đỉnh của nó. Đỉnh của nó được 28. Cây này mình nuôi ở đây thêm 1-2 chi nữa mình chụp đọt nó được nha bà con. Không có chơi cao, cây lùng được rồi. Đây, cây khá khủng luôn. Đây, cái thẹo đầu của nó là nó bo lại là gần liền rồi nghe quý bà con. Đây. Thẹo đầu nó chỉ còn chút xíu nữa thôi. Bự hơn ngón tay cái em chút nữa thôi. Ba bà con là không có một bọng gì hết nha. Rồi cái cành phong của nó luôn. Phong của nó được 30. Đỡ nhiều vị trí đi, cây này cũng hơi cao tiền nha quý bà con. Chí trên đây được 75. Còn cái hoành ngay vị trí này là của nó là nó được 1m7. Một cái núi nha bà con. Cây khế chua mã số 35 cũng là mã số cuối cùng của cái clip em ngày hôm nay. Xin giao lưu với quý bà con giá là 59 triệu.
59 triệu bao ship là phạm vi là 300 km nha. Nếu có xa nữa có gì anh em hương lượng nha. Ship chậu luôn hả chị? Ship chậu luôn. Cây này em sẽ cẩu ship cho bà con nha. Cây này khá lớn. Cây này em là cây cuối cùng, em cũng xin kính chúc quý bà con xem kênh được nhiều sức khỏe và vui vẻ nha. Em xin hẹn và gặp lại những clip sau nữa nha. Em xin chào.